có ý kiến, và Tom có ý kiến không? Nó có một thằng ăn được, một thằng hồi. Một thằng hồi. Đó. Một hồi một bông cổ, nói chung là cần cung. Bắt buộc cần cung, ra nỏ nỏ bắn ngựa Mongol cũng được. Không phải cần cung. Cung cho nó xa đi bạn ạ. Thế thì lấy Trung Quốc hoặc là... Đây tôi có Trung Quốc rồi, pháo hoa đây rồi. Pháo hoa, ừ, cứ đi bảo vệ pháo hoa thôi. Đánh đánh xung quanh cái pháo hoa. Được. Thế thì La Mã lên giáo nhé. Ok, La Mã lên giáo là xong. La Mã lên giáo, La Mã lên giáo bảo vệ pháo hoa. Có gì tôi chỉ cho bạn, phải lo đâu. Nhưng mà phải lên kiểu như là cùng Kala chứ, lúc hết quân rồi bắt đầu có quân thì mệt lắm. Ừ, lên tức là có timeline nha, tức là phút thứ 10 bắt đầu đánh là anh em phải có lính hết rồi, chứ đừng có vội lên đề ba quá. À thế ok rồi, để tôi hướng dẫn bạn. Được không? Phút thứ 10, 12 là phải có lính rồi để tập hợp đến nhau, cùng đến nhau. Ok. Chỉ sợ là đường đi dài ấy. Sao 10, 13, 4 thằng dồn lại đánh thằng cũng được. Đánh thằng cả nào cũng chết hết. Nếu mà team nó không phối hợp, còn team nó phối hợp thì kéo thôi. Team nào hay nó thắng thôi, chịu. Ờ, team mình cũng không hoàn hảo đâu. Mervins. Escolto. Parat. Escolto. Thì nghĩa là bạn bạn đấy nhá. Tôi đang nói bạn đấy, bạn Long Ca đấy, là bạn sẽ đào gỗ và thịt rất là nhiều. Ok. Okay. Vàng của bạn chỉ để đào để đáp ứng đủ nhu cầu thôi. Vàng cứ cho ba thằng đào tha hồ lâm cấp. Hợp lý đấy. Nhớ nhá, cấm làm ruộng sớm. Ăn hết đi. Đúng rồi. Escort, vado, capians, mande, bene. En sala, vado. Escolte. Me, si. Lavoro. Exploro, si. Cắt linh hạt đơn 15 ngày viết hay đấy. Vàng đâu bạn? Vàng trong nhà đấy. Không, đang hỏi bạn cu cơ. Bạn không lấy vàng lên đời à? À, à cần 200 vàng lên đời á. Lên 3. Mà lên mà sau. Không, đang bảo bạn. Đang bảo bạn Tom. À Tom à? Ừ, tôi đang đồng thoại bạn Tom nhá. Các bạn nói đó. Các bạn có thể đến giảm mic của tôi xuống đấy. Không, biết ông nói Tom mà được. Ông tôi chỉ nói tôi thôi. Bandes. Si. Ai vừa vào ảo? À đâu không, vừa vào thôi. Cavallo. Bạn Tôm cho hết dân đi ăn vàng đi. Tiếp bạn 400 thịt bạn đủ lên đời, nhưng bạn không có thôi đấy. Cho thằng sư đấy. Dân ăn gỗ mà. Cho thằng sư ra gần dân gỗ, dân ăn gỗ. Ra gần vàng tốt hơn. Giao thị. Comprendo. Gần nãy giờ mới có ba cường. Bạn này chưa lên đời nhá, mấy phút rồi nhá, bạn này không có để thời gian.
nhìn giờ tôi cái. Ấn F11. Hả? Ấn F11 đi. Tôm. Tôm, ấn F11 đâu? Rồi ok, 3 phút. 4 phút rồi, dù hướng dẫn lên đời đúng không? Ông này trễ rồi, ông này bị trễ rồi. Bây giờ bạn lấy hết tất cả dân đào vàng lên xây đời. Là bạn chìm không? Ok, chuẩn bị lên đời này. Rồi lên đời. Tất cả dân đào vàng lên đời. Nhà nguyện. Đúng rồi đấy, hợp lý chỗ này. À, đánh đời 2 đúng không? 10 phút đánh đúng không? Hay là 8 phút nào? Cộng mọi người. À, 10 phút. Ok rồi, 10 phút, thế thì thoải mái. Không lên 3, cứ spam đánh là được. Spam đánh vào dân là được. Cho 3 dân đào vàng nhá, sau đó tất cả ăn gỗ và thịt hiêu kìa. Tất cả các dân đang đào vàng này đi chặt gỗ. Bạn cu nhá, là bạn ờ, bạn nhầm. Bạn Long Ca nhá. Để nó bài được ông này tôi. 3 dân ăn vàng. Kia luôn đi bạn, bắt đầu luôn đi, 3 dân ăn vàng luôn. Cái gì kia? Sao lại ruộng? Đừng có xe độ, đừng có xe độ lúc đầu. Phá ruộng đi bạn. À, sử dụng hết tài nguyên thiên nhiên đây rồi hẳn mới xe độ. Không, cái này là nó tự mập không? À, tự mập à? Ok rồi. Đấy là cái vườn, tôi nhìn thấy cái ruộng. Cái vườn của cái... Ủa, đồ đá đánh hay không? Không biết. Farm dân ăn thịt đi bạn. Đánh sớm vậy? Chưa đánh, discount á, phải đánh đâu. Nhà bộ binh, thêm một nhà bộ binh. Cho dân ăn gỗ, thêm một nhà bộ binh. Đây cao lên một tí rồi, bạn cho thêm dân ra ngang thì đi. Rồi. 12 dân ăn gỗ, úi giời ơi, lệ chứa tôi. Bớt khoảng... thế được rồi, 7 thằng thoải mái đấy, hợp lý đấy. Bởi vì thịt nhiều hơn đấy không phải. À đâu, ở dân giáo thịt nhiều hơn à, linh giáo nhiều hơn này. Thịt nhiều hơn gỗ. Cho đi. Bạn cho cái dựa đi đi. Úi giời ơi, nào màu đỏ đây. Xây thêm một nhà binh nhé bạn. Pour la boire. Ici va toast. Bạn có nhìn thấy cái nâng cấp ở nhà lính không? À, nhà dân kìa. Thêm nhà dân đi bạn. Cái đấy, vào một nhà dân. Ok. Nâng cấp ở trong của xe gió đi bạn. Không ăn được nó đâu. Ai đó giết một đồng kill của thằng màu đỏ đi kìa. Khiếp. À ai đó giết thằng khác màu đỏ đi kìa. Màu lắm kill lắm ấy. Rồi biết rồi. Giết nó kìa. Á cường rồi, nhiều mà lơ. Đỏ phải không? Giết chưa? Mandesquid, parat pour venir. Parti lấy đi bạn.
Tôi thứ 8 rồi kìa, phan lính đi, phan điều vào. Tất cả đi. Đây là một nhà linh chết á, áo. Hai nhà cơ mà. Ở hai nhà đấy, hai nhà đấy. Obey you. Đấy nhá, như thế nghĩa là bạn này thêm thịt kìa. Bạn đang thiếu dân ăn thịt kìa. Đúng rồi, hay lắm. Tuyệt vời, chuyện này thật thảo quá. Và còn một phút nữa, trước khi tụ tập, ai đó tích điểm, ai đó ấy giờ tụ tập để còn chuẩn bị tiến quân. 10 phút tiến quân luôn kìa. Rồi, tôi có đủ hiệp sĩ rồi đó. Vô nha. Đánh đỏ trước nha, đánh đỏ trước nha. Đánh đỏ trước à? Đánh đỏ trước. Ok, đấy, ok, ra đây đi. Cho cái nhà này ra đây luôn. Đến gần nhà thằng màu xanh nhá. Cho nó chơi cái đội hình đấy. Như bình thường thì... Đó, cái này đúng rồi đấy. Nhớ spam dân cùng lúc nhá. Đúng rồi, spam lính nhiều quá. Nào, bạn cần nhiều thì lắm đấy, pha một dân vào mỗi thôi. Bạn xây cho mình một cái nhà vừa vẹn được không? La Bourg Spérance. Vừa vẹn là vẹn đúng không? Thằng này là xanh lá chứ không phải đỏ nha, tôi nhầm. Tinh là chưa, ok. À, nhiệm vụ của bạn ấy. Ờ đúng rồi, thôi. Thanh niên này chưa làm ram được nên thành hơi đen. Cứ để lính ở dưới dốc đi bạn ạ, đừng có leo lên bộ nhá. Leo lên bộ đúng rồi, từ. Họ đánh nhau, quanh nhau ở dưới. Bộ bè đánh à, tím xử lý được không? Xe đem đánh kìa. Tím xử lý được không? Không, ông còn về. Ông không phải về, nhiệm vụ ông phải về, nhiệm vụ ông ở đánh. Ông ra cái lò rèn cho tôi cái. Cái lò rèn đâu? Quang lính đi rồi ra lò rèn. Rồi nâng cấp cái... Không. Cái E ấy. Bỏ đi, nâng cấp cái E. Rồi, ok. Cho thêm dân vào ăn gỗ, nhanh. Cho thêm dân ăn gỗ. Không phải thêm dân nữa nha, chứ không phải là tất cả đâu. Rồi, dân ăn thịt thì vào đi. Dân ăn thịt ra đâu rồi đi. Ra ăn thịt chỗ khác. Quang. Đánh trước kìa. Ai đi cùng màu cam đánh à? Rồi đánh được không? Ở dưới cần gì hỗ trợ không? Cần hỗ trợ báo. Ai đi cùng màu cam đánh nhờ? Rồi, tôi đến rồi. Em mới thương phục được. Vào đi. Mới thương phục được. Cam ơi, vào đi cam, vào đi cam. Từ cho cam. Em mới thương phục được 6 kiếm rồi đó. Wow, ui, bạn thắng rồi, bạn có Ulu à? Ulu 6 con kiếm, anh kia sợ chạy luôn. Rồi, ngon. Thêm lính đi bạn, thêm lính đi, spam lên lính đi bạn ơi. Ở cái đấy rồi, đúng rồi, spam lên lính đi. Cám ơi, điều khiển bị gì được cam? Kìa, cam vào đi. Vào đi, kiểu bên hướng đó đó. Vào đi, kiểu bên mình đi chiếm dân ở đây. Bạn bấm mất linh giáo được tôi. Bạn bấm linh giáo. Rồi, biết rồi. Họ bỏ những người bạn này. Rồi, ok. Rồi, đánh đi. Cứ đánh đi nha, tôi đi cao. Tôi đi chiếm dân á. Bạn đừng chém dân. Bạn đây nhà, có lính ở đây, cái xe đấy là xe xúc nhà. Mẹ đốc nhà, xúc nhà nó đi. Các bạn tôi nghĩ được bài gì tiếng Việt hay vậy. Bạn đây, bạn đầy dân đầy nhà đây kìa, nhà bạn đầy kìa. Nó chơi vô nhà hết rồi á, rút ra nhà. Đánh nhà chính á. Rồi đánh nhà chính, Qua cứu cái ấy.
Đám vé chờ nè. Mày hả? Chết mẹ ở sao á rồi. Sao cứu? Qua cứu à? Có ông nào qua cứu đâu? Có ông nào qua cứu không? Rồi rồi, đưa cùng qua cứu. Bình tĩnh, bình tĩnh. Thêm cái xe nữa cũng được. Thêm cái xe nữa. Chết mẹ tôi ở xe quá, đéo cứu được cái chứ. Nãy giờ bạn đánh xa vu lô lô đi. Đi tìm thịt đi bạn ơi, đâu cần phải thế. Bây giờ không có gỗ để ăn rồi thôi. Đốt nhà chính đi đâu ấy. Đúng rồi. Chặt gỗ đi bạn, chặt gỗ đi bạn. Dân thì đang dân đang đứng chơi kìa. Đi lấy dân để đi tao lính này, tao lính đầu tiên. Đó là lấy dân đi lấy dân đi kiếm thịt đi. Thì nên có thịt đọc anh lấy đi kiếm đi. Trời đụng máy nó bắn xe vậy ta. Đấy, bé đi kìa. Đúng rồi, hay lắm rồi. Tao lính đi bạn. Đấy, ăn dân rồi. Đúng rồi, hay lắm. Gì? Đục mấy cái bay mấy nhà hết. Một xanh ngát rồi nhá, xanh lắm. Hay lắm anh em. Tôi tự hào với anh em. Bạn. Rồi, ok. Lắm đi. Rồi, chuẩn bị tôi phục được mớ kiếm nữa. Rồi, ngon. Đập cho hai cái xe đẩy đi đập ấy đi. Cho hai cái xe đẩy đi đập. Không cần lấy bọn đấy. Cho xe đẩy đi đập cái nhà ngựa kìa, thấy không? Thấy cái nhà ngựa không? Không phải nhà đấy. Nhà như cái lâu đài ấy bạn ơi. Nhà như cái lâu đài ấy. Bạn thấy không? Không phải chúng nữa. Đúng rồi, trường đào tạo ngựa. Không phải nhà như cái lâu đài mà. Đập nó, đập đi bạn. Cần cứu không? Tím nó còn cứu nó không? Không, để do thủ mà. Bạn đang có rất nhiều gỗ đấy nhá. Xử lý đồng gỗ đi bạn. Đấy, ui giời. Bạn đang có rất nhiều gỗ ở trong nhà. Bạn xử lý cái gỗ đi. Xử lý mình như thế. Kiểu làm gì với gỗ đi bạn. Đi ăn thêm chia dân ra hay là gì đi. Long Pai chung lên, Long Pai đâu, Long Pai đâu, chung lên nha. Ờ, hiện được, bán đi. Hãy đừng có lên đời. Bám đỉnh cái đồ. Ôi, thằng ấy chết rồi. Đi đánh thằng kia. Đánh thằng khác. Đi đẩy thằng xây thêm hai cái nữa, hai cái xe nữa bạn. Đúng rồi, hay lắm, cho cái xe này đứng kiểu tí. Anh em không được. Bạn vào cái nhà ấy cho mình, nhà vỏ vẹn, vỏ vẹn. Em bóng ơi. Rồi, đây, nghe. Chạy nhanh không? Để hai cái chân ở đấy đúng không? Đây là cái A này. Tôi mang quân đến điểm pinh ra đồ này, tôi pinh à. Đấy, thấy chưa? Ok, rồi. Tôm đang xây hai cái xe ấy, đợi đi. Rồi ra, đi, cho xe ra luôn. Ông có tôm nhiều lính mà đồ, mang đấy. Tôm đang tích cân ở nhà, nhưng không phải nhiều lính. Nhiều lính ở đấy rồi, nhưng không phải lính. Bạn ơi, bình tĩnh đừng có vào sớm thế. Đẩy xe đi bạn, đẩy xe đi. Cho lính ấy đi trước, bởi vì lính đi bộ nhanh hơn. Xe đi phóng được. Xe ấy đến này, kiếp bị chậm quá. Cái đám giáo đây nè, kéo ra thêm đi. Úi trời ơi, quên mất bọn này đấy. Bạn ơi, đi đâu đấy? Giản hàng to quá. Đồng minh đây này, nhìn thấy chưa? Bạn ấy chưa nhìn thấy đâu. Bình tĩnh cho bạn ấy nhìn một lúc đã. Điểm pinh không? Đấy, ra đây đi. Nhà đồng đội đấy. Rồi, lên thôi kèm. Nên mình đi ra hướng màu vàng được không? Rồi, chúng nó một trận thôi. Đâm một vàng. Bạn lên đời đi, bạn chuẩn bị lên. Tôi không cần đâu. Tinh thần đội lên đời. Ai chuyển đồ cho ông này lên đời cả nào? Bao nhiêu, còn bao nhiêu? 2.000 gỗ. 2.000 gỗ, tên gì?
chưa xây chợ nó đỉ mẹ để chút. À đâu nhầm nhầm. Bạn à, cần 2000 gỗ. 2000 gỗ không? Rồi để chút. Mặt tôm có 2000 gỗ này, 700 thịt này, với cả 300 vàng. Gần đâu bạn ơi. Ê từ 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 kém ơi, kém từ từ lên. Cùng phía sau để chút, cùng phía sau lên đã. Rồi. Bảo vệ cái xe kìa. Rồi. Bảo vệ xe kìa. Lên đi, cả lên. Không cần phải đánh nhau, đứng ở lại xe thôi. Đánh đi bạn. Cho xe để vào. Bạn nhìn cái xe không? Rồi xong rồi, thắng rồi. Kỳ bên địch. Có cái xe cả. Thắng nha. Đi về lo kinh tế đi. Team mình lo rồi, bạn lo kinh tế bạn đi. Rồi. Ôi trời ơi, cái gì kìa. Bạn đi ăn đi tìm cái tài nguyên thiên nhiên ở bên ngoài này không? Đi xa mát vào không sao đâu, Bây giờ không sao rồi vì bạn đang thắng thế rồi, phải đi xa mát vào. Ra ngoài đi. Bỏ à? Tự ăn bên ngoài, ngoài bản đồ ấy. Tự ăn bên ngoài bản đồ là chỗ nào? Thức ăn, ôi trời, thức ăn. Tại sao bạn đi kiếm vàng? Bạn cần thịt mà. Ở đánh đỏ đúng không? Đánh lưng đỏ đúng không? Đánh dấu rồi, anh em đi chung. Bạn Long Ca nhá, ở đấy đúng rồi. Đi ăn thịt, nhiệm vụ bạn đi ăn thịt Long Ca. Tất cả các dân của bạn, tất cả cái dân nào mà đang rảnh ấy. Đi ăn thịt đi. Ủa, đầu hàng hết rồi hả? Đâu hay nè. Không có thua rồi. Nó thua chắc rồi, gì nữa. Thế này chả thua rồi. Đánh phối hợp kỹ vậy. Đánh phối hợp kỹ vậy mà không có thắng được mới ghê. Trời mày, ông nội Trung Quốc ông không thèm đánh lính luôn. Ông all in luôn. Đẳng cấp là thế hả? Hà xa vung lu lu. Vung lu lu hơi bị hay đấy. Nhưng mà ông tôi thấy ông Tom vẫn bị vấn đề về kinh tế đấy. Chưa cân chuẩn đúng không? Thừa nhiều không? Chưa có cân đối được. Kiểu cứ đánh nhau xong mãi đánh nhau ấy, tôi lại không cái nghĩa là dân thì kiểu trước khi đánh nhau mình tôi hay thường kiểu cho nó làm cái gì đấy à. Nhưng mà đây dân đứng chơi khoảng 20 phút à, 10 phút liền.